Đây các bạn, đây là cảnh ngoài làng trại nha các bạn nhé. Trứng gì đây này? Các bạn ơi, nhặt được quả trứng gì này? Trứng khủng long. Ôi nhiều thế. Trứng rùa. Trứng rùa. Ôi nhiều thế. Trứng rùa này các bạn ơi. Trứng. Đây, trứng rùa này. Được 6 quả. Tí về luộc nhà xem nhỉ. Ngon đấy. Tí về luộc ấy. Tí về luộc thử xem quả trứng rùa này xem sao nhá. Thôi mày lo gì, về tao quay này, về tao cho mày ít. Quả đồ chơi. Thử đập thử quả này ra xem nhá. Ui. Cái gì đấy? Đấy quyết trứng gì luôn. Kẻ trứng rùa rồi. Trứng rùa. Ơ con rùa này sao này? Đúng không nhỉ? Trứng rùa hay trứng gà? Mấy trứng người thế nào? Kiểu ai ngửi em? Mấy trứng người xem mùi. Không có mùi gì. Trứng đây rùa. Đây, rùa đây. Đây đây. Ừ. Ừ, mai đấy đúng không? Phải mai không? Trứng rùa to nhỉ à? Trứng rùa mà anh lên mạng xem. Vâng, chào anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ có quả trứng này, không biết quả trứng gì, nhưng mà tối mình sẽ chôn cái ông Nick ở cái tổ mình phát xem sao nhá. Đấy, luộc cái quả trứng này lên để chôn ông đấy xem. Không biết trứng gì luôn. Nó lỏng lắm. Thấy bảo là đây là quả trứng rùa nhưng mà tối thử luộc xem nhé. Các bạn đợi kết quả xem sao nhá. Sống à? Lột đi. Lột đi. Lột cho ở siêu tốc này. Hay làm vlog ạ? Đâu, luộc thử luộc trứng ở khách sạn ăn xem sao. Bộ kỹ đấy. Cần bỏ trong kia kia ăn rửa. Hay chẳng rửa. Ui, phòng bẩn. Ta cho ở chỗ tốt. Cái đấy cho sọt rác. Cho. Ở ngoài. Bỏ sọt rác thôi. Có. Thôi để tặng một sọt rác kìa. Đây mày cho ít nước vào cái ấm này luôn, xem nó có sống à. Ấm siêu tốc này. Chúng bạn chào à? À, ngoài biển. Tối đi thôi. Mày bỏ giấy ra là mày cháu ý thức gì. Giày mua mấy triệu đấy? Mấy triệu, mấy trăm. Mấy giờ có tàu nhà này? Hả? Thì ra mày cho vào rửa đi. Thôi ra cắm vào đã. Rút lên. Nóng không? Không. Ừ. Ôi xin mời.